đang giảm cân mà vẫn ăn gà rán, thoải con gà mái, tin được không các bác ơi? Xin chào mọi người đã đến với hành trình giảm 6 cân của Puta. Từ ngày giảm cân là Puta phải hạn chế ngay mấy em gà rán ngoài tiệm lại, bởi vì siêu nhiều calo. Hí, chuyển qua làm em gà rán healthy này. Ăn thoải con gà mái lại còn hạn chế dầu mỡ, quá ư là tốt cho sức khỏe. Đây đây, Puta dùng phần ức gà không ra nha. Thái miếng vừa ăn rồi ướp với một xíu tiêu, một xíu muối là được. Sau đấy là chuẩn bị yến mạch, một quả trứng với cả ngũ cốc ngô dầm cho nó hơi vụn vụn xíu. Rồi, lăn các em nó qua đúng thứ tự như này. Rồi bỏ vào nồi chiên không dầu, vừa nhanh lại còn vừa hạn chế ngập ngụa dầu mỡ. Mà nhìn lồng chiên của em nối Kosori này, trông gọn vậy thôi chứ bình thường Puta nướng gà nguyên con vẫn ngon ơ nha. Hê, nhìn sơ qua 12 chế độ, pick đúng chế độ chicken là xong. Mà Puta nghĩ em nối chiên không dầu này bán chạy top 1 trên Amazon tại Mỹ là phần lớn nhờ công nghệ 360 Thermal IQ này này. Tự điều chỉnh nhiệt thông minh, không cần lật lắc, cũng không cần làm nóng nồi trước luôn. Ý, trong thời gian chờ gà chín, Puta sẽ pha ngay cốc nước hoa quả để tấp. Tại là bữa giờ thấy các chị em dùng Kosori sấy hoa quả ngon ơ. Nên là tối hôm trước Puta cũng sấy sẵn mấy em táo, mấy em dứa để dùng dần rồi. Em này cho xíu nước vào chờ hoa quả nó ngấm ra siêu dễ uống nha. Kể ra mọi người mà cho thêm một xíu thanh long đỏ sấy thì lại được cái em nước màu hồng siêu xinh luôn. Tiền đen chồng em gà rán siêu hấp dẫn. Đương nhiên là không thể thiếu xíu tương ớt để cho cái vị cay tê bùng nổ. Ôi, phần gà mềm đậm đà, siêu nóng hổi kết hợp với cái phần vỏ giòn rụm, thêm cái mùi ngũ cốc cũng thơm nữa, đảm bảo cuốn miệng mà không hề bị ngấy. Làm ngay một ngụm để hãm cái độ cay tê của gà rán lại. Em gà rán đỉnh như này thì đúng là tuần ăn 7 bữa mất. Thử ngay đi các bác ơi.